somewhere above. The city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true. That you were lost and this is a clue. Love is forever, love is forever. To believe you gotta let go. Light as a feather, light as a feather. Lucid dreaming over Tokyo. Xin chào. Vừa nhận phòng của khách sạn Chum Tower Roar. Và đây là Huyền Ni, cô em đồng hành cùng với Tiệp trong tập New York City. Welcome to New York City, everybody. We are ready to go explore. Oh, do you speak Vietnamese? I do. Yeah. Và giờ đi khám phá thành phố New York và buổi tối sẽ về gặp Tổng thống Chum sau nha. Book a tip. Oh, really? Yes. Yeah. Book a tip. Oh my God. All the way. Oh, thank you. Yeah, thank you. Thank you. Và đây là xe của khách sạn Chum. Yeah. Để đi gặp ông Chum. Thank you so much. Và bây giờ anh Tiệp cùng với Huyền Ni cũng như là tất cả các bạn sẽ dẫn quý vị đến thăm những cảnh đẹp mà phải nói là nếu đến New York các bạn phải đến thăm. Follow us. Follow you. Yeah, follow me. Đồng hành chuyến đi New York lần này cùng Tiệp có chuyên gia make up Hương Đặng và hai người đẹp Minh Thư và Tường Vi. Lần thứ 5 được đặt chân tới thành phố New York, một city lớn nhất thế giới. Lúc nào cũng yêu thích New York hết. Xe taxi màu vàng là biểu tượng của thành phố New York. Chum Tower, khách sạn của Tiệp ở. Chum. Mình đi qua đường bên đường kia đúng không? Apple, quả táo Mỹ, một trong những biểu tượng của thành phố New York. Con đường này là con đường Fifth Avenue, một trong những con đường nổi tiếng nhất của New York. Con đường này tập trung tất cả các thương hiệu. Nếu hôm nay là ngày ra mắt iPhone, Tiệp sẽ là một trong những người xếp hàng để vinh chiếc iPhone đầu tiên mang về Việt Nam. Manhattan là quận mà cực kỳ nổi tiếng. Các bạn hay xem những bộ phim về như kiểu Người Nhện, đúng không nhỉ? Người Nhện thì những ngôi nhà chọc trời được quay tại quận Manhattan này. Quận Manhattan này thì có quá nhiều điều đặc biệt. Bên đối diện kia là công viên Central Park. Là công viên lớn nhất, nổi tiếng nhất của New York. Và khi đến New York, một trong những điểm mà các bạn dễ bắt gặp đó là có rất là nhiều những cái xe bán đồ ăn như thế này. Những cái xe này đó nó có đồ ăn của rất là nhiều các quốc gia khác nhau. Thành thử ra là các bạn sẽ có cơ hội để nếm những món ăn khác nhau rất là hay. Và bây giờ Ni thì Ni thích ăn đồ mà nó hơi gọi là healthy, hơi lành mạnh một chút xíu. Cho nên tìm được chiếc xe sinh tố là Ni phải lao vào ngay. Hi, can I have the mango, kiwi, banana, blueberries? Hay là anh uống sinh tố đi. Sinh tố dâu và chuối. Sinh tố chuối đi. Anh ấy lại chai nước trước đi. Ok, thì các bạn để ý là chúng ta thấy có rất là nhiều sắc dân, nhiều màu da họ bước ngang qua. Và đó là lý do vì sao mà United States đó, America được gọi là hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nơi mà tập trung rất là đa dạng nhiều màu da khác nhau. Và có thể nói đây là một trong những nơi mà người Do Thái họ sinh sống nhiều nhất trên thế giới. Làm cho thành phố New York vừa đa dạng hơn về màu sắc, vừa đa dạng về con người. Và do đó, đây là một trong những cái thành phố mà rất là đáng để mà chúng ta thăm. Và nếu như các bạn đi từng mùa khác nhau trong năm thì mỗi mùa đều có những cái nét đặc biệt riêng. Cái chỗ mình sắp tới là cái gì em biết không nhỉ? Đó là biểu tượng đó. Một cái khu dân cư mới được nới rộng ra của Manhattan. Nó mới được thành lập là nó vừa mới được mở cửa vào tháng 3 2019 thôi. Tiệp đang ngồi tại The Vessel, một khu dân cư mới của thành phố New York được khánh thành vào tháng 3 năm 2019.
Mọi người biết tất cả những cái thiết kế này được nhập từ Ý về và vải bằng vận chuyển bằng đường tàu. Và nó dự kiến là một đón khoảng 20 triệu người. Wow, một con số xô lớn đến đây. Đây cũng là một trong những điểm nổi bật của New York, mà khi tới New York người ta sẽ đến đây để chụp ảnh, để check in, đăng rất hot trên Instagram. Tất cả khách du lịch đến đây họ rất thích có những tấm hình ở đây. Anh thấy trên này không? Nó có nhiều shopping đó. Dạ, rất là nhiều shopping và ăn uống. Và khi mình đến ở The Vessel thì các bạn thấy đằng sau lưng của anh Tiệp Huyền Ni đó có tất cả là 2.500 bậc thang. Đúng rồi. Thì khi mà mình đi trên này theo như khoa học thì mình muốn khỏe, mỗi ngày mình phải đi 10.000 bước. Thì đây, tới đây đi 4 lần. Có ví dụ như anh Tiệp mà vừa khỏe mà vừa đẹp thì anh Tiệp đi cỡ 10 vòng. Ok. Còn muốn mà vừa đẹp vừa khỏe mà muốn xỉu luôn đó thì đi 20 vòng. Ok. Có điều đặc biệt đó là đằng sau lưng thì các bạn sẽ thấy là có người ta muốn xây dựng cái khu mới này để tập trung vào văn hóa ẩm thực và thời trang. Cho nên ở trong đó có rất là nhiều những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Oh, Dr. Philip. Đồng rồi. Hồ đẹp cực kỳ yêu thích. Rồi, chuẩn bị tốn tiền rồi. Thực ra trời mưa cũng có cái thú vị của trời mưa. Nếu như mà mình không quay trên trời ấy, thì mình nghĩ đây là ban ngày, không nghĩ là ban đêm. Vì quảng trường đây còn gọi là quảng trường ánh sáng. Tất cả những cái bảng hiệu ở đây chắc là rất là mắc tiền. Có khi nào đặt một cái bảng hiệu Vũ Khắc Tiệp Official tại đây không ta? Mọi người có ủng hộ được nó không? Come. Ra mấy năm trước ý, Tiệp luôn lên kế hoạch cho mình là một lần được đón năm mới tại quảng trường Times Square này, được hòa chung không khí để đón giao thừa. Nhưng kế hoạch đó chưa thành hiện thực. Nếu mà hôm nay trời không mưa thì quảng trường này kết hợp giữa không khí và ánh sáng vô cùng tuyệt vời. Nên mọi người nhớ khi tới New York bắt buộc phải ra quảng trường này check in một lần. Vì đó cũng là một trong những điều bạn cần nên đến một lần trong đời. Các bạn biết không, ngay tại trung tâm thương mại bận rộn và bậc nhất của thế giới này, mỗi năm có đến 50 triệu lượt người đến thăm. Và nếu chỉ một con số nhỏ của lượng người đó subscribe YouTube của anh Vũ Khắc Tiệp thì anh đã lên nút vàng mất rồi. Đấy là khát khao của anh Tiệp đấy. Bạn bè năm châu bốn bể nhá, Ni ở Mỹ mà cũng biết đấy là anh chỉ có cái mơ ước đấy thôi. Ở đây có rất nhiều các show diễn Broadway và đó là chiếc nôi về văn hóa của người Mỹ. Cho nên nếu mà các bạn có bao giờ đến New York thì nên ghé qua ít nhất một lần để nghe những cái vở Broadway. Bởi vì Broadway nó cũng như là một cái hình thức nghệ thuật mà có vẻ giống như là cải lương của người Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà nó khác một chút xíu. Tất nhiên là không ai ca cải lương bằng tiếng Anh đúng không? Thì cái đó cũng rất là thú vị để cho mình xem một lúc nào đó các bạn nhé. Mà nếu ai có yêu thì phải nhớ một điều duy nhất là cà phê không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của Tiệp. Vẫn như thường lệ thì bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đối với Tiệp. Và trong mỗi tập kênh YouTube, Tiệp đều muốn nói về điều này như là một sự nhắc nhở nhẹ đối với những bạn mà không có thói quen ăn sáng. Nó cực kỳ quan trọng. Mọi người đã nghe câu nói là đàn ông rất giống một ly cà phê đen chưa? Bởi nếu là loại ngon sẽ khiến bạn mất ngủ.
Mọi người thấy Tiệp giống ly cà phê nào? Cà phê sữa đá hay là cà phê đen đậm đặc? Trong 10 tập đã phát sóng thời gian vừa qua, Tiệp nhận được rất nhiều những tình cảm của mọi người dành cho kênh Vũ Khắc Tiệp Official. Và chính vì những tình cảm của mọi người dành cho kênh, Tiệp nghĩ mình phải có trách nhiệm lớn hơn nữa, là mình phải cố gắng dành thời gian để đi đến những nơi đẹp, độc, là lạ trên toàn thế giới để cùng review, cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Và Tiệp hy vọng rằng khi mọi người xem xong kênh Vũ Khắc Tiệp Official, xem xong những nơi Tiệp đặt chân tới, thì mọi người cũng nên cho mình một kế hoạch là một ngày nào đó mọi người cũng trải nghiệm được giống như Tiệp. Tiệp có đọc được rất nhiều comment, mọi người nói là sao số anh sướng thế, trời sinh anh ra không uổng một kiếp người. Thực ra cái điều mà Tiệp có được duy nhất trong cuộc sống này là có ước mơ và dám biến ước mơ đó thành hiện thực. Đó là điều may mắn Tiệp có được. Thực ra chi phí của mỗi chuyến đi khá tốn kém, và hiện tại đến thời điểm này Tiệp khẳng định là mình không kiếm tiền từ YouTube, và mình đang làm tất cả để cho kênh YouTube của mình tốt nhất. Còn kiếm tiền được hay không thì đó còn chờ vào thì tương lai, và Tiệp không bị áp lực đó trong thời gian này. Điều đặc biệt của căn phòng này là phòng khách có hai view nhìn xuống thành phố. Đây là một view, view này đẹp hơn view bên này. Và có một điều đặc biệt Tiệp muốn chia sẻ, đó là khách sạn này, khách sạn chung International Hotel and Tower New York, được bình chọn là khách sạn tốt nhất của năm 2018 do tạp chí Luxury Lifestyle bình chọn, đứng đầu thế giới về dịch vụ. Wow, một chi tiết khá thú vị đối với những bạn mê du lịch. Nó còn vượt trên cả khách sạn Burj Al Arab của Dubai, khách sạn 7 sao cánh buồm cực kỳ nổi tiếng. Hotel này nằm ở ngay trung tâm quận Manhattan, một trong những quận đắt giá nhất trên thế giới. Và nếu bạn sở hữu được một ngôi nhà nhỏ tại quận này thì bạn cũng đã là một triệu phú rồi. Căn phòng này Tiệp bốc với giá là hơn 1.000 USD và có diện tích là trên 50m². Nếu so với ở châu Âu thì với cái giá này là khá mềm với vị trí và diện tích như thế này. Em để cái taxi màu vàng này, anh còn tất cả màu đen trắng cho em. Đặc biệt không? Đi du lịch lúc nào có hình ảnh nóng. Đặc biệt, hotel này được ông Trung đầu tư với số tiền rất là lớn là 30 triệu đô la. Khi đến đây ở thì Tiệp thấy khách sạn này chăm sóc khách hàng cực kỳ tốt. Và nó có khá nhiều cái dịch vụ để cho khách hàng, để cho mình cảm nhận được mình như một thượng đế. Chính vì cái sự đầu tư, sự tận tụy và sự chăm sóc chu đáo khách hàng thì Tiệp mới hiểu rằng ông Trung là người lãnh đạo giỏi như thế nào và ông có được cái thành công ngày hôm nay từ đó mà ra. Đây là thành phố, Tony biết là đây là thành phố có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới không? Thành phố nhiều tỷ phú hả? Ừ. 20 người thì có 1 triệu phú đấy. Quá nhiều. Quá nhiều. Ừ. Việt Nam mình đếm trên đầu ngón tay ha. Ít tỷ phú. Tại vì đây quá đông dân hay sao, hay là họ giỏi? Vậy không biết, để tí anh gọi điện anh hỏi. Gọi điện hỏi ông Trung. Không, lát ông lại đây nè. Tối nay anh ăn tối với ông mà. Hẹn anh tối. Ừ. Ông bảo ông thích vlog của anh. À vậy hả? Vậy rồi, khi nào anh mới qua đây làm triệu phú ta? Thì đây, chuẩn bị khi nào lên nút kim cương. À vậy là chừng 1 năm hay 8 tháng nữa chứ mấy, nhanh lắm. Chắc chắn là 9 tháng 10 ngày. Ừ. 9 tháng 10 ngày. 9 tháng 10 ngày. Trời, nếu mà ra sớm này là chừng 9 tháng, 8 tháng, 9 tháng. Nút kim cương của anh chắc là giấc mơ trở thành triệu phú của anh chờ vào tất cả nhờ vào supply life và share. Thành phố này năm 2014 là bình chọn là thành phố kém hạnh phúc nhất của nước Mỹ đấy. Sao lại nhỉ? Ở đây nhiều tỷ phú thế mà. Chắc giàu nghèo phân chia rõ quá. Ừ. Lạ lờ quá hả? Anh trước đi chuẩn bị lên máy bay đi vòng quanh thành phố New York bằng trực thăng chị. À, mọi người có một cái áo phao chuẩn bị trước khi lên trực thăng. Đeo cũng khá thời trang như bộ.
lần đầu tiên đi trực thăng cảm giác hồi hộp. Vì ngày xưa rất là sợ trực thăng. Bây giờ, I don't care. What's your name? Một cảm giác robot. Giá cho 15 đến 20 phút khi trải nghiệm vào máy bay trực thăng ngắm toàn bộ New York là khoảng 300 USD. Xứng đáng. Central Park là một trong những công viên nổi tiếng nhất của New York và chúng ta thấy rất nhiều bộ phim Hollywood được quay tại công viên. Có cơ hội để được bay ở trên bầu trời của thành phố New York thì Lý mới chợt nhận thấy là wow, thành phố này thật là được ưu đãi về mặt thiên nhiên, vừa có sông, vừa có rất nhiều cây xanh dọc hai bên bờ. Đi quay gặp vậy là may mắn đấy. Ngày mai Tiệp và ekip rời khỏi New York. Và trước khi rời khỏi New York, Tiệp cùng đi dạo một nơi, đó là cây cầu Brooklyn, một trong những cây cầu vô cùng nổi tiếng tại New York. Cầu này cũng đẹp này. Thêm một tháng nữa mọi người đến đây thì chắc chắn là trời lạnh lắm. Vì năm ngoái Tiệp có đến cây cầu này, có đến đây vào tháng 11. Vào cuối tháng 11 trời khá lạnh. Huyền Ni ơi! Chuẩn bị tìm một quán ăn, một quán cà phê để enjoy tại đây. Các bạn thấy quán cà phê này tuyệt vời không? Quán cà phê này có cái tên là Sugar Khan, một quán cà phê và nhà hàng ăn. Nó quá bình yên và quá tuyệt vời tại một cái thành phố sôi động như thế này. Tiệp phải tưởng đây là Thụy Sĩ, không nghĩ đây là City New York. Thực ra đi du lịch ở Mỹ tháng 9 và tháng 10 đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thời tiết rất đẹp. Chúng ta có thể cảm nhận được nắng, được mùa hè và được mùa thu và cũng có chút gì đó mùa đông. Nếu ở Việt Nam mình mà có một khoảng không gian như thế này, rộng như này và có sông như này và sạch như này. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the cầu chạy nhanh quá. New York Water Taxi. Taxi đường tàu. Ngoài bên trong trung tâm có vô số những tòa nhà cao chọc trời thì bạn phải đi qua bên đây bờ. Đó là địa điểm Tiệp đang đứng đây. Chúng ta có thể ngắm được một cây cầu khá nổi tiếng của New York và của toàn thế giới. Và ngắm được sông, ngắm được thuyền và chúng ta có thể ngắm được tất cả những tòa nhà cao chọc trời của New York. Cầu này là Manhattan Bridge, còn cái này là Brooklyn Bridge. Cái này thì nó mới hơn, cái này thì nó cũ hơn mà. Anh biết không? Cái này thì là nó quá nổi tiếng rồi. Ở New York thì mình thấy có quá nhiều những chiếc cầu. Và nãy giờ mình thấy phà qua lại này.
rồi taxi, water taxi qua lại rất là nhiều. Từ đây nó giống như là cái phương tiện vận chuyển để cho người dân họ ra thành phố họ làm việc vậy đấy. Rất là buổi chiều buổi tối đây thời tiết là đẹp nhất, hoàng là đẹp nhất. Cỡ này cỡ 5 giờ lúc mà hoàng hôn xuống quá tuyệt vời. Anh biết cái cầu nó dài cỡ bao nhiêu không? 2000 mét. Really? Yeah. Isn't that interesting? Mà đúng rồi. Đấy, anh đi du lịch nhiều bây giờ tiếng là tiếng gì cũng biết rồi, bây giờ còn sáng tạo ra tiếng mới nữa. Anh tìm biết không, cái cây cầu mà Manhattan Bridge này này xây dựng nó đó cũng tốn vô cùng, mà đó cũng trắc trở lắm nha, không có phải là dễ xây đâu, phải là đổi 3 người kiến trúc sư mới xây xong. Thật. The most amazing time here. I think New York is so beautiful. Một cái điều nó làm cho New York nó tuyệt vời đó các bạn, đó là cái lịch sử, văn hóa, rồi những cái câu chuyện đằng sau những cái kiến trúc này nó quá sức là phong phú. Rất là may mắn khi mà chuẩn bị đi về city thì lại thấy cái con đường mà mình tìm kiếm bao nhiêu lâu nay. Đó là con đường Washington Street, một con đường mà sống ảo rất hot trên Instagram. Mọi người thấy chưa? Có một tòa nhà đặc biệt nhất của New York, cực kỳ chuẩn một cái vòng tròn kia. Các bạn nhìn như vậy thôi nhưng mà khi lên hình chỉnh sửa và mọi thứ đằng sau cực kỳ lung linh. Đây là một trong những điều đặc biệt khi đến New York và cần có những hình đẹp lại phải đến đây, con đường Washington Street. Mọi người hãy ấn subscribe, like và share kênh Vũ Khắc Tiệp Official và cùng follow Instagram của Vũ Khắc Tiệp có tích xanh để được ngắm những hình ảnh đẹp, độc và hay, thú vị. Bye bye, cảm ơn tất cả mọi người.